KLH về cho quý vị đây. Một dòng loa cổ, chất âm, chất bát, sánh ngang AR, rẻ tiền. Đây là một trong những dòng loa được rất nhiều bác đón nhận. Cái thứ nhất là chất âm, chất bát, là dòng loa cổ, nó cũng không thua kém gì AR. Cái thứ hai là cái túi tiền bỏ ra, nó chỉ bằng 1/5 AR. Để lấy một đôi AR giá tiền như này và đôi này thì AR không thể theo được. Nhưng mà để với lấy một đôi loa AR chất ngang như con này thì nó phải gấp 3 lần tiền con này. Sau đây em sẽ giới thiệu lần lượt từng model của loa. Đôi nhất là đây, đôi KLH đầu tiên này, KLH 17. KLH 17 này, mức giá 6.9 triệu. Đôi KLH thứ hai đó là đôi là KLH 6, mức giá 7.5 triệu. KLH 6 7.5 triệu. Và đôi KLH cuối cùng này, đây. Đôi này lấy ra xem nó là cái đôi KLH gì. 6.9 triệu này. Đôi KLH cuối cùng là đôi là KLH gì đây? Đọc, em chả đọc được tiếng Anh, có bác đã hộ em cái tên ri cái gì đây này. Tiếng Anh là rốt khổ. Đầu 4 này. Em có được học tiếng Anh đâu, ở quê ngày xưa có tiếng Anh đâu. Đấy. Hai đôi 6.9 triệu, hai đôi hai đầu 6.9 triệu. Đôi ở giữa KLH 6, xích đấy là 7.5 triệu. Bắt đầu đi vào chi tiết từng đôi cho quý vị. Chi tiết từng đôi ạ. Em sẽ vào chi tiết từng đôi các bạn. Mà thôi, 7.5 triệu làm cái gì nữa. 6.9 tất cả thì cho nó thích. Mình cứ thích 6.9 chứ khỏi phải 7.5 triệu. 6.9 nốt cho nhanh các bác nhé. Khỏi phải 7.5 triệu. Bắt đầu vào đôi KLH 17. Vẫn như các clip trước, em đã giới thiệu dòng này rất là nhiều rồi. Và được cả dòng này được các bác đón nhận rất là nhiều, rất là nhanh. Hay. Dòng này thì các bác đánh với đờ nông hoặc là Fisher, hoặc một số dòng âm ly cổ của Mỹ, ra âm ly receiver cổ của Mỹ. Con này thì chất bát thì mê rồi, mộc mê rồi. Còn chưa lau một tí bụi nào nhé. Về thì bóc rồi, các bác nhìn này. Chưa? Đấy, nào đâu đẹp đấy. Thùng vách thì gỗ thịt, gỗ chắc luôn. Gỗ thịt luôn như đàng hoàng đấy. Đôi loa này nặng trịch luôn ạ. Tất cả bình giờ đôi loa này em giới thiệu luôn là tổng là tất cả chất màng, màng của loa đều là làm nó cảm giác như kiểu chất vải gai ấy, gai đay ấy. Đây đây. Các nhìn này, nó như kiểu vải gai đay hết. Tất cả đều gân vải tầm dầu, gân lõm. Không phải tầm dầu, gân lõm hết. Bác nào gọi em thì thông cảm. Em ơi. Đấy. Còn những con dòng KLH này thì lại có thêm một tấm nhôm này. Đây gọi là tấm thép, họ bịt để chắn bảo vệ mặt loa phía trước. Thùng vách phía sau đẹp lắm ạ. Đây. Thùng vách phía sau tất cả ba đôi loa này con nào cũng đẹp. Được chưa? Đây là con KLH 17. KLH 17. Đây, 17. KLH 17. Mức giá 6.9 triệu một đôi. Thùng vách đẹp keng luôn. Đẹp xuất sắc. Loa KLH, KLH loa cổ như này thì quá đẹp rồi ạ. Sang đến đôi tiếp theo. Riêng đôi KLH 6 xích này, đôi này thì cái độ dày thùng của nó sâu hơn. Nó sâu hơn cái con này, nó tầm khoảng độ 5 đến 7 phân cơ. Đấy bác nhìn này. Nó dày hơn, nó sâu thùng hơn. Đối với KLH 6. Đây, KLH 6 đây. KLH 6 model, KLH 6 xích. Được chưa? Còn em, đấy là em thực tế thôi, còn em thấy chất âm những con này nó chả lệch nhau như nào, chất âm nó gần như nhau hết, rất là hay. Đối với dòng loa này, ê căng thì đều có đầy đủ hết ê căng. KLH 6, sang đến con KLH 6 này, mặt mũi đẹp hết ạ. Thùng vách mặt mũi đẹp. Đẹp hết các bạn ạ, này, lò này. Con này rất là dở hơi này, các bác nhìn này. Nó làm tép của nó kiểu gì, chắc là nhà sản xuất họ làm đến đây. Nó thừa dây điện nhiều quá, nó đấu lòng nhằng ra đây. Đây, nó đấu ra đây đến đây thôi. Nó hoặc là đấu ra đây luôn. Nó lại ra đây này, nó ra đây. Nó lại nhảy ra đây. Đây này, ra đây, nó nhảy đây. Chắc nó thừa, nó sợ cắt dây điện thì nó phí nên nó đấu thế sao. Đấy, được chưa? 6.9 triệu. Sang đến con tiếp tục đây.
con cuối cùng, con này vỏ tất cả những đều vỏ gỗ, chất gỗ thì không thể chê được đâu quý vị. Đây đây là chất gỗ thật này, đây em quay màu này, đây đây mới là màu thật của nó đấy. Cái này lau đi này, chưa 6.9 tất cả. Dòng riêng dòng KLH này thì các em không khen đâu, em chỉ quay chi tiết cho các bác thôi, khen làm gì. Dòng này 6.9 giá nó có bèo rồi, nó có bèo cho các bác. Và cái chất của dòng này thì ai cũng biết rồi, chất của dòng nó KLH thì ai cũng biết rồi, khỏi phải khen tâng bốc cũng gì mất việc. Dòng này em bán quá nhiều, về được 3 đôi ạ, đôi nào như đôi nào thôi. Chất âm em thấy nó không trả lệch nhau ấy, chứ nó mà lệch nhau nó trội hẳn là giá là khác. Còn bác nào thích model là thì báo cho em thôi. Mức giá 6.9 một đôi, thế cho nó nhanh, 3 đôi. Đây em quay em đóng cái căng vào cho các bác nhìn tí, cho các bác lại bảo không được nhìn thấy căng. Nào, đóng cái căng lại nhá. Đóng cái căng các em lại này cho các bác nhìn này. Được chưa? Đấy, đóng cái căng hết lại cho các bác nhìn nha. Ok chưa? Chào các bác.